Tiếc thay trong tình huống bắn vừa rồi lại không có bất cứ player nào bên phía New Hope phải nằm xuống. Còn với cái tên bên phía BSE, Virtua chính là cái tên bắt đi. Set cũng sẽ mở bát ngay lập tức với cái điểm Q này dành tặng cho vị trí của Himat. SD di chuyển rất cẩn thận để tránh bị lộ tiếng, nhưng bây giờ khi đối phương gặp già quá đen, không còn đường nào để về. Những cái điều quan trọng hơn hết là vòng bo thứ ba của chúng ta khiến cho Query trở thành một khu vực không còn đắt khách nữa. Văn Nghị đã bị bắt lại và Tuấn Bé ở hội nhà báo cũng đã đi theo. Họ thậm chí còn cài thêm cả vị trí của Sapao đẩy sang để có thể drive by chăng. Giật cả mình, bắn cả xe đồng đội trong tình huống vừa rồi. Hơi vội. Một pha sấy rất tập trung đến từ Smell, còn trong khi đó thì hội nhà báo đang công nhau cái tên bên phía New Hope Esports. New Hope đã có những tình huống người của mình rồi, chí như chính cái tên phải nằm xuống. Còn với cái tên bên hội nhà báo, họ cũng đang phải rất cẩn thận ở pha thiếu này. Đang là một pha 3 đấu 3 với cái tên bên phía New Hope. Một tảng đá đẩy ra và không thành công đến từ Béo. Góc kê trước là có lợi thế hơn dành cho cái tên T1706 rồi. T1706 có cái giáp 3 bây giờ nó đã đỏ chót. Một cuộc combat có thể nói là khá dài hơi đến cả đội tuyển này. Và bây giờ thì NKV mở một khoảng cách xa nhảy. Liệu anh ta có thể tạo được biến hay không đấy? Khi mà ping kill thì cũng đã bị bắt lại bởi Hoài Anh. Và đó là top 16 dành cho hội nhà báo. Và đặc biệt nhất là thông tin dành cho đại diện ở bên phía ngoài cái cuộc giao tranh này có thể tham gia. Khi mà H2 cũng cần phải đi cái khu vực cánh dưới của mình khi mà họ đang bị No One bắn chéo sang là rất rát. Unicorn Phoenix đang đã thoát ra khỏi được khu vực này rồi và No One cũng đã xuất hiện. Đội hình bên phía team BSE họ quyết định chọn cho mình khu vực ở phía bên ngoài xì vào biển. Còn đối với cả X-Stadium Thủ Đức thì Best Boy 1 đã phải ra đi. MDH cũng đã có cho mình đó là 5 kill và họ vẫn còn giữ nguyên cả 4 người. Còn đối với X-Stadium Thủ Đức, câu chuyện đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi mà hết Best Boy 1 thì Tuju cũng là nạn nhân tiếp theo. Chiếc xe của XS đang quay như trong chóng vậy và cuối cùng thì có vẻ như đây sẽ là dồn hết dành XS mà thôi. Một pha tap xa đến từ vị trí đèo Will cùng với đội hình bên phía team The Expendable và đó là 3 điểm kill và chỉ dành riêng cho vị trí đèo Will. Rất là thoải mái, chỉ tiếc thay là vị trí tam thất mới chỉ có trong ông ngắm X4. Nếu nó là một ông ngắm X6 hoặc X8 thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Còn Hải Saki thôi xong rồi, kết liễu bộ đội bên phía team NG với một quả lửa. Cùng với đó là lùa cái tuyến bên phía thực cờ NG ra khỏi khu vực nhà vệ sinh. Quá đơn giản dành cho vị trí của Hải Saki. Còn với phía bên này thì tiếp tục lại Saki vẫn chưa tha các tuyến bên phía New Start Esports. Unicorn Phoenix đang không còn nữa rồi. Và đó chính là top 11 dành UNP. Còn ở khu vực nhà kho cũng đang là một diễn biến giữa đội hình của Runnow cũng như là cả MDH. Nét được trả ra là rất nhiều và vì này có được mạng của Smell. Nhưng quả nét của Smell cũng đã lấy được đi vị trí của chính xác là D9 những người đồng đội siêu phi. Và sau đó ăn thêm những lượng đam của giới Spendable thì coi như là vĩnh biệt các viên bên phía team MDH. Chỉ còn lại 3 người đến các viên bên phía team Genet Esports thôi. Vòng Wall chuẩn bị thu thêm một lần nữa. Trong khi đó thì vị trí của anh chàng Himat tiếp tục hạ sát các thành viên bên phía team. Đó chính là New Start Esports. Và với New Start thì quá khó rồi, BSE cũng đã để mất người và không ai khác đó chính là cái tên cầm bụi. Những cái tay còn lại thì đang cố gắng di chuyển ở khu vực đó là rìa vòng bo và cố gắng công nhau. Nhưng đội hình bên phía team Genet Esports đang có những góc kê trước. Bây giờ Runnow chạy lên thì sẽ phải nằm xuống mà thôi, đó là Bùi Nhật Hoàn. Ở đây cái pin này knock out được người tầm xa nhưng không thể biết rằng khu vực tầm gần vẫn có người. Rất bất ngờ đến đội hình Runnow, một pha bắn cực kỳ là nét đến từ vị trí Glory. Và chỉ cần có vậy thôi, Runnow bỗng dưng từ một thế 4 player còn lại đúng một người ở phía dưới khu vực căn nhà. Nhưng Glory thì không cho phép thời gian này có thể được diễn ra một cách suôn sẻ. Sẽ là nó đẩy ra luôn đến từ Glory. Không phải là một động thái cứu anh chàng Z. Bùi Nhật Hoàn thì cũng đã cứu lại rồi. Tình huống đưa về sẽ là 2v2. Sơ tí đang ở đâu thì tạm thời tôi vẫn chưa thấy. Những quả flash bóp vào thì dần dần đã có sự hiệu quả. Phát hiện ra người đang nằm đó Bùi Nhật Hoàng, máu chưa kịp hồi xong. Và khi HHN để lộ diện thì đó sẽ là mạng tiếp theo cho Glory. Thêm điểm kill thì Genet Esports một mình Glory làm hết trong pha thi đấu vừa rồi. Đó là quét sạch hoàn toàn luôn đến từ cái tên Glory. Và bây giờ thì với cái tên bên phía team Set họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không hiểu sao Soli đâm knock out đi Himat ra. Và với quả lửa của Himat đang trên tay thì anh ấy rơi xuống chân và sau đó nằm xuống luôn. Set để mất người với một cách cực kỳ là khó hiểu. Họ đang quá tự tin khi mà họ biết rằng Set đã bị thu mình vào ở trong khu căn nhà này. Trong khi đó Genet Esports vị trí Glory đã bị bớ lại bởi bên phía team No One. Còn quay trở lại với cả team Cerberus thì góc đứng của họ đang là cực kỳ hẹp. Đức Hiếu cùng người đồng đội đang liên tiếp check vào những cái vị trí tầm gần. Và quả nét của Levit đã hạ một tài con. Thêm nét nữa không, nó cú đẩy đến từ Đức Hiếu nhưng đã bớ lại bởi solo gì. Người tiếp theo đẩy vào thì không hề có hội để phản kháng. Lợi thế người vẫn được bảo toàn dành cho đội của team giới Spendable. Còn Genet Esports thì hành ngập ngùi dừng chân lại ở top thứ 6. Nhưng sơ tí làm rất tốt để kéo thêm một vài được nhiều bên phía team No One. Còn đối với Cerberus thì gần như không còn nhiều cơ hội nữa khi mà giới Spendable họ đủ sự tự tin và cơ sở để đẩy vào.
Top 4 đội tuyển đã xuất hiện rồi, và bây giờ thì No One, một người ở trong một nhà vệ sinh này, đã bị phát hiện rào đá Boss, một đại diện mà chúng ta đã bỏ quên họ từ đầu trận thi đấu đến bây giờ. Chết bởi lửa hay bởi súng đạn không quá quan trọng, nhưng đi chắc chắn sẽ là người phải ngã xuống. Và chúng ta nghĩ rằng là khu vực đồng ruộng, và khu vực đồng ruộng bây giờ vẫn còn có mặt, nhưng vấn đề là có không nhiều khu vực công trình dành cho các đội tuyển. Và giờ No One quyết định là all in vào khu căn nhà bên phía thế giới Sustainable. Ngay lập tức là họ quay trở về để có thể tạo ra một cái thế thủ tốt nhất. Và những quả đồ dần dần được ép ra khiến cho bên phía team No One gặp rất nhiều khó khăn. JN có mạng của Tam Thất, nhưng ngay lập tức Đào Huyền đổi mạng thành công. Sẽ cần phải có những tình huống backup thật nhanh để tránh mất đi mạng của Tam Thất. Nhưng liệu Levit đến có kịp thì không, đấy phát ra đối phương rồi, không cứu nổi Tam Thất. Nhưng ít nhất top 3, chính xác là top 4 thì No One họ cũng đã phải chịu. Và bây giờ thì Elwill cùng với Levit đang lẩn trong quả smoke, họ cố gắng những tình huống one way. Nhưng với Hoài Anh thì không được nữa rồi, nằm xuống luôn dành cho Hoài Anh. Mạng thuộc về Trung Hiếu. Đội hình bên phía team TE sẽ phải giao tranh với các thuyền bên phía team Đà Nẵng Boss ở trong game thi đấu này thôi. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Và TE quyết định họ sẽ là những người chủ động hơn. Nhưng đây là một tình huống mà đội hình Đà Nẵng Boss họ biết bản thân mình hơn người rất sâu. Họ đã muốn đưa tình huống về đó là 2v1 ở từng địa bàn khác nhau. Những quả đồ tạm thời chưa lại hiệu quả. Những quả nết này thì sao đây? Một quả nết mà phải nói là Levit rất tỉnh để có thể lùi vào khu vực căn nhà và tránh những lượng sát thương khổng lồ của nó. Đà Nẵng Boss thì gần như những điểm kill của họ đến từ việc sử dụng súng ống, còn bom mìn thì không thấy quá nhiều. Những quả đồ ném một cách khá là điệu đà, khiến cho giới Spano phần nào đó bị khép góc vào, không thể tận dụng những quả smoke mà họ đã tự trả ra từ trước đó để có thể gây ra những tình huống đột biến. Có vẻ như đội hình bên phía team giới Spano cũng đã hết sạch đồ trên người rồi. Tình huống này đã rất khó. Và chưa kể là bên phía team Đà Nẵng Boss, một tình huống di chuyển lên khu mái nhà tầng 2 rất điệu nghệ đến từ cái tên của Cap. Và Cap sẽ có những tầm nhìn vào người trong nhà mà thôi, nhưng những tờ đạn vẫn chưa có sự chuẩn xác nhất định đến từ Cap. Và bây giờ ui vào mồm luôn với Cap rồi. Đã biết đối phương là yếu máu, nhưng đã có một sự support nhẹ nhẹ đến từ tên Levit dành cho Fergus. Nào một hết đấu 3 và không có quá nhiều hy vọng dành cho đội hình bên phía team TE. Top 1 gọi tên Đà Nẵng Boss.